chống thấm hộp kỹ thuật như thế nào để triệt để vĩnh viễn, đơn giản dễ làm bằng những vật liệu đơn giản nhất. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Chống Thấm Hưng Thịnh. Trong video ngày hôm nay thì Chống Thấm Hưng Thịnh sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chống thấm hộp kỹ thuật rất đơn giản. Đầu tiên bạn sẽ cần phải chuẩn bị vật liệu, và đây là 3 vật liệu cần thiết để các bạn xử lý chống thấm hộp kỹ thuật. Đầu tiên là vữa Sika Grau 21411. Vữa Sika Grau các bạn sẽ dùng để lấp đầy hộp kỹ thuật. Và thứ hai đó là cao su trương nở Sika Swell Stop 2. Cao su trương nở chính là vật liệu chống thấm quan trọng nhất trong hệ thống chống thấm một cái hộp kỹ thuật. Và vật liệu thứ ba đó chính là chất làm tác nhân kết dính Sika Latex TH. Ba vật liệu này thì các bạn có thể mua ở bất kỳ đại lý chống thấm Sika nào trên toàn quốc, và Chống Thấm Hưng Thịnh không bán vật tư. Chúng tôi chia sẻ để cho các bạn có thể có cho mình cách làm chống thấm hộp kỹ thuật triệt để và dễ dàng nhất. Chỉ Chống Thấm Hưng Thịnh không bán vật tư, và đây đều là những vật tư rất dễ mua tại các đại lý Sika ở địa phương các bạn đang sinh sống. Đây là một chi tiết hộp kỹ thuật mà rất nhiều gia đình gặp phải. Để chống thấm cái hộp kỹ thuật này, đầu tiên các bạn sẽ đục mở rộng bê tông. Các bạn sẽ đục lớp bê tông nguyên chất ra để các bạn tạo nhám và đưa cái hộp kỹ thuật này về tình trạng bê tông nguyên chất. Hộp kỹ thuật thì các bạn sẽ chống thấm theo hai cách chính. Cách như các bạn đang xem trong video ở đây là chúng tôi sẽ tiến hành đổ lấp luôn cái hộp kỹ thuật này. Và có một cách nữa đó là các bạn sẽ xây thành một cái hộp, sau đó các bạn chống thấm cái hộp đấy. Như trong hình ảnh các bạn đang xem ở đây, thì với cách xây một cái hộp kỹ thuật ở bên trên thì các bạn có thể xem video ở phần mô tả phía dưới video này. Còn ở trong video này thì mình sẽ tiến hành đổ lấp đầy cái hộp kỹ thuật này luôn mà không cần xây thêm chi tiết gì ở bên trên. Khi các bạn đục ở bên trên thì phía dưới sẽ như thế này. Cho nên là nếu như các bạn để như thế này mà các bạn đổ vỡ Sika Grout vào thì cái vỡ chảy Sika Grout sẽ chảy tràn xuống dưới. Cho nên là khi đục xong thì các bạn sẽ tiến hành lắp đặt một tấm ván khuôn ở phía dưới. Như trong video các bạn đang xem ở đây thì các bạn có thể dùng ván khuôn gỗ và keo form để bít ở bên dưới. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể dùng ván khuôn tôn, hoặc là bằng cách nào đó các bạn chặn làm sao cho nó kín để cho Sika Grout ở bên đây nó không chảy xuống là được. Và mình sẽ tiến lại gần hơn để các bạn có thể dễ dàng quan sát và tự thực hiện một cách rất đơn giản. Các bạn phải bít làm sao để đảm bảo cho độ dày của lớp Sika Grout nó không quá mỏng. Thông thường thì các bạn đổ Sika Grout dày 8cm là đảm bảo rồi. Ngoài ra thì tất cả các cổ ống ở trong hộp kỹ thuật này các bạn sẽ cần phải tách rời ra, các bạn sẽ không chụm nó dính vào nhau, mà nó phải có khoảng hở để Sika Grout nó sẽ len lỏi vào trong. Và tất cả các đầu cổ ống này các bạn đều phải quấn thanh cao su trương nở như trong video các bạn đang xem ở đây. Và với những vị trí mép mà các bạn đục tạo nhám như thế này thì Sika Grout nó sẽ bám rất là chắc chắn. Bê tông càng nguyên chất càng sạch thì nó sẽ càng dính. Các bạn lưu ý là vữa Sika Grout các bạn đổ vào trong cái hộp kỹ thuật này không phải là vật liệu chính của cái hệ thống chống thấm một hộp kỹ thuật, mà Sika Grout lại là vật liệu phụ, mà vật liệu chính ở đây chính là thanh cao su trương nở. Chúng ta đục ra là để thực hiện cái mục đích quấn thanh cao su, sau đó thì chúng ta sẽ rót vữa Sika Grout để bù vào cái phần bê tông chúng ta đục ra. Thấm hộp kỹ thuật hay là thấm cổ ống thì vị trí thấm đó là vị trí mép của ống PVC và bê tông hoặc là Sika Grout. Chính vì vậy mà khi có thanh cao su trương nở này thì nó giống như một cái ron cao su nó bị nén ở trong Sika Grout. Thì khi đó thì khi có nước vào nó giống như một cái ron cao su, nó ngăn không cho nước chạy qua. Nối thanh cao su trương nở thì các bạn cũng cần phải lưu ý vị trí nối. Đó là các bạn sẽ sử dụng mối nối chồng như trong video các bạn đang xem ở đây. Có nhiều bạn sử dụng mối nối đối đầu, như thế thì chúng ta sẽ rất dễ gặp sự cố thấm dầu sau này. Mối nối chuẩn là mối nối chồng. Tiếp theo bạn sẽ trộn phụ gia kết nối để tăng khả năng kết nối giữa bê tông và Sika Grout. Các bạn sẽ trộn Sika Latex với xi măng theo tỷ lệ 1 lít Sika Latex và 4 cân xi măng, sau đó thì các bạn trộn đều. Các bạn sẽ tạo thành một lớp hồ dầu trong video các bạn đang xem ở đây. Còn đây là vữa Sika Grout sau khi được trộn đều. Các bạn hãy trộn thật kỹ càng để được một hỗn hợp như trong video các bạn đang xem ở đây. Còn đây là bao Sika Grout mà các bạn sẽ rất dễ dàng tìm kiếm mua ở ngoài thị trường. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành quét tác nhân bám dính Sika Latex hồ dầu lên bề mặt bê tông trước khi chúng ta tiến hành đổ vữa Sika Grout vào. Các bạn hãy quét lên trên toàn bộ mép bê tông vị trí mối nối giữa Sika Grout và bê tông. Các bạn sẽ quét như trong video ở đây. Lớp hồ dầu và Sika Latex các bạn trộn vào ở đây, nó sẽ tăng khả năng bám dính cho Sika Grout và bê tông rất tốt. Nó sẽ giúp cho Sika Grout và bê tông nó đồng nhất thành một khối chắc chắn. Và tiếp theo các bạn sẽ tiến hành rót vữa Sika Grout đã trộn sẵn lúc nãy vào trong cái hộp kỹ thuật này. Các bạn sẽ tiến hành đổ đến cao độ mà các bạn mong muốn, và ít nhất nó phải bằng sàn. Ở đây thì mình sẽ tiến hành
đổ cao hơn bề mặt sàn. Khi đổ thì các bạn cũng cần phải lưu ý các bạn đầm nhẹ nhàng để cho Shika Ground nó dễ dàng len lỏi vào tất cả những vị trí còn sơ hở. Và ở đây là vị trí phía dưới và phía trên đã đổ rồi. Thì các bạn sẽ thấy ở đây, việc bịt phía dưới là rất quan trọng. Nó sẽ giúp cho Shika Ground của các bạn nó sẽ không chảy ào xuống. Với giải pháp các bạn đang xem trong video clip đây thì mình đảm bảo chắc chắn với các bạn là cái hộp kỹ thuật của các bạn nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ thấm. Ngoài ra thì khi mà các bạn đổ Shika Ground xong, các bạn cũng cần phải tưới nước bảo dưỡng thường xuyên để tránh Shika Ground bị nứt bề mặt. Các bạn sẽ bảo dưỡng trong vòng 24 giờ đầu là được. Như vậy là mình đã chia sẻ xong cho các bạn cách chống thấm hộp kỹ thuật bằng những vật liệu Shika rất đơn giản và rất dễ làm. Ngoài cách làm như trong video clip ở đây thì còn một cách làm nữa mình ở đường link dưới video này, đó là các bạn sẽ xây hộp kỹ thuật lên. Cảm ơn các bạn đã xem video về cách xử lý chống thấm hộp kỹ thuật của chống thấm Hưng Thịnh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin cảm ơn.